Bây giờ thì Thiên Hoàng là người bao trọn cái phần chính của chương trình của Sa ngày hôm nay. Thiên Hoàng xin gửi đến quý vị bài Tiếng Sông Hương, bởi vì anh Lê Sa là người miền Trung, cho nên Thiên Hoàng tặng bài này cho anh, và Thiên Hoàng cũng tặng cho tất cả các anh chị ở đây, người nào là người miền Trung. Miền Trung là một miền đất rất là khô cằn sỏi đá, nhưng mà phải nói rằng là trong chiến đấu rất là kiên cường. Vâng, bây giờ mời tất cả quý vị cùng nghe bài Tiếng Sông Hương. Nghèo lắm.